Tập 25. Chúng ta cuối cùng cũng phải quay về một lần. Vì huynh đã hứa với lão tiền bối là phải đưa ông ấy về Trung Nguyên. Đã tạ ơn cứu mạng của lão tiền bối. Đổi rồi hả? Kêu ta là lão tiền bối rồi à? Hey. Hay là cứ kêu ta người rết đi. Cũng được. Dù sao con cũng đã kêu quen miệng rồi. Sau này con sẽ kêu lão là lão rết. Hey. Ê, mày qua. Mày có thể chết đi sống lại đều nhờ công lao của lão tiền bối đó, mày có biết không? Muội đương nhiên là biết rồi. Không cảm ơn lão chẳng lẽ cảm ơn huynh? Tất cả mọi chuyện là tại huynh hết. Muội đã vì huynh chịu bao nhiêu khổ sở huynh có biết không? Muội là người không có lương tâm. Nhà đầu ngốc nhà ngươi, mới khỏe một chút thì bắt đầu ăn hiếp người ta. Tên tiểu tử này định sẵn có để bị ngươi ăn hiếp rồi. Ê. Sự thật là hắn không có công lao cũng có cực khổ. Nếu không phải nó cố sức đi tìm tắc kè, dù ta muốn cứu ngươi cũng không có cách nào. Được, là muội không đúng. Vậy xin cho tiểu nữ đây xin lỗi huynh nha. Được rồi, đừng có quậy nữa. Muội mới khỏe lại thôi. Đi, qua bên đó ngồi đi. Đi, huynh nhận công cho muội thêm lần nữa. Nè ngồi đi. Nè. Huynh làm sao vậy? Người cần được dẫn công chữa trị là nó. Tên tiểu tử này vừa muốn cứu người đã mấy ngày liền không ngủ rồi. Không có chuyện gì lớn lao đâu. Huynh ngủ một giấc sẽ không sao đâu mà. Nè, muốn ngủ thì bây giờ ngủ. Ê, nè, sao lão lại đánh huynh ấy chứ? Ta chỉ là điểm nguyệt ngủ của nó, để nó ngủ nhiều thêm một chút. Tình trạng sức khỏe của tên tiểu tử này không tốt hơn người bao nhiêu đâu. Sao tắt hết rồi? Tiểu tử này đang giở trò gì đây? Lão liệt quá. Có phải là ngươi không nhìn thấy ánh đèn thì cảm thấy hồi hộp? Đông Phương Bạch mới diễn ngươi xem tuồng kế bỏ trống thành đã làm ngươi sợ đến vậy sao? Ta làm gì phải sợ chứ? Nhiều nhất cũng lấy được cầm phổ về tâm pháp Thiên Long Bắc Âm. Ta quả thật không tin tên Đông Phương Bạch đó dám động một sợi lông của ta. Nói rất hay. Không vào hang hổ sao bắt được hổ chứ? Chúng ta đi. Được. Thế nào, cứ tìm được đồ chưa? Quỷ nô này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Nó đi vào đó lâu vậy rồi vẫn chưa thấy ra. Sao đây, người thấy lo sao? Nói tới cùng thì ngươi cũng để ý tới hắn, cũng khó trách. Ngươi chỉ còn lại đứa con này thôi. Nhưng mà ngươi cũng đừng lo, trộm cầm phổ không đơn giản như chuyện đi dụng trộm với phụ nữ sinh con đâu. Ngươi đã nói đủ chưa? Đợi sau khi xong chuyện, ta sẽ tìm cơ hội tính sổ với ngươi. Đông Phương Bạch, ngươi tưởng là ngươi bày ra mấy trận như vậy lão phu sẽ sợ ngươi sao? Có giỏi thì ngươi ra đây cho ta, đừng trốn nữa. Thank you.
Đông Phương Bạch, ngươi nghĩ cũng rất chu đáo. Có bằng hữu từ xa đến đúng là rất vui. Xin mời hai vị. Đông Phương huynh đêm lạnh không ngủ, nhã hứng như vậy, thịt ngon mỹ tửu một mình hướng trọn, không phải là quá cô đơn rồi sao? Tại hạ uống rượu một mình quả có chút hơi buồn, nhưng mà hai vị đêm khuya tới thăm, nhã hứng cũng không kém ta. Đây, cũng cho là cùng chung chí hướng, mọi người uống một ly trước. Đủ rồi, ai còn chung chí hướng với người? Hừ, có gì chúng ta cứ nói thẳng ra. Chúng ta thấy hứng thú với cầm phổ và tâm pháp thiên long bát âm trong tay ngươi. Nếu như ngươi là người thông minh thì mau đem giao nó ra đây. Lê Quả Huynh quả nhiên là một người rất thẳng thắn. Bàn cơm canh đạm bạc này Đông Phương Bạch ta có thể mời nổi. Còn nói về cầm phổ của thiên long bát âm thì ta không nỡ đem ra cho hai người. Hôm nay dù ngươi có tiếc rẻ thế nào thì ngươi cũng phải rộng rãi hào phóng đem nó giao ra đây. Luận rộng rãi, ta làm sao có thể sánh bằng Liệt Quả lão huynh được chứ? Hay là huynh rộng rãi đem ra thiên ma cầm giao nó cho ta? Đông Phương Bạch, ngươi chết đến nơi rồi mà còn nói đùa như vậy à? Bây giờ ta và quỷ thánh hai người liên thủ lại, ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Biết thời thế mới là tuấn kiệt. Vậy sao? Đông Phương Bạch, ngươi lại đi hạ thủ đối với một người không biết võ công, ngươi bỉ ổi vô sĩ. Lão Liệt Quả, những chuyện ăn cắp ăn trộm của nhà ngươi làm còn ít hay sao? Chết tới nơi rồi mà còn ở đó cứng miệng. Ta và quỷ thánh bắt tay liên thủ, ta còn sợ không trị được ngươi hay sao? Hả? Ta xin lỗi Liệt Quả lão tổ, đây chính là lời ngươi nói, kẻ biết thời thế là tuấn kiệt. Ta chỉ còn lại một đứa con trai này thôi, nếu như ta không nỡ mất đứa con này, ta đành có lỗi với ngươi vậy. Ngươi là một kẻ đê tiện vô sĩ, gió chiều nào thì theo chiều đó. Liệt Quả, ngươi đừng có nhiều lời, nói ta biết thiên ma cầm thật ra đang ở đâu. Ta thấy hay là ngươi một nhát giết ta luôn đi, chúng ta coi như chấm dứt. Từ nay về sau không ai có thể lấy được thiên ma cầm. Lão Liệt Quả, ta xem ngươi chịu đựng đến khi nào. Tức chết mà, cút ra ngoài cho ta. Không cần đâu.
Tôi xin lỗi, không có ai cần tha. Ngươi là đồ vô dụng không ra gì thì ta ngươi trốn ở đây. Ta ở dưới địa lao tìm ngươi hết cả buổi trời. Hả? Tiểu tử ngươi tốt rồi, sớm đã trốn ra ngoài ngồi ở đây hóng mát. Rốt cuộc ngươi làm cách nào ra được đây? Đừng nói bậy bạ. Đông Phương Bạch Quỷ kế đa đoan, sao hắn lại thả ngươi ra? Nói, có phải ngươi và Đông Phương Bạch sớm đã thông đồng với nhau, muốn phản bội ta không? Được, nếu như ngươi nói không có, ngươi đi ăn cắp Thiên Long Bát Âm về đây cho ta, chứng minh đối với ta ngươi vẫn một lòng trung thành. Lá gan của ngươi bây giờ càng ngày càng lớn rồi, ngay cả lệnh của ta cũng dám chống lại sao? Tại sao ta lại sinh ra đứa vô dụng ăn hại như ngươi? Cuối cùng ngươi có chịu đi lấy trộm hay không? Được, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi. Quỷ thánh, ngay cả đứa con ruột của ngươi ngươi cũng không tha. Ác độc vô tình như ngươi, Đông Phương Bạch ta cũng xin cúi đầu khâm phục. Đông Phương Bạch? Lão tìm con làm gì? Nhà đầu, ta hỏi ngươi, cái áo này của ai? Nè, con người của lão tại sao lại như vậy chứ? Lấy đồ của người ta cũng không nói một tiếng. Lão có biết như vậy là bất lịch sự hay không? Ngươi đừng có đánh trung lãng. Ta đang hỏi ngươi cái áo này rốt cuộc của ai? Tại sao lão ta lại quan tâm đến cái áo này như vậy? Chẳng lẽ vết thương của lão có liên quan đến cái áo này hay sao chứ? Không được, mình không thể để lão làm hại đến Lữ Lân. Ta đang hỏi người đó, sự thật cái áo này là của ai? Lão làm gì mà hung dữ như vậy? Áo này trên người của con đương nhiên là của con. Nội lão, cái áo này lúc trước ta đã thấy qua, nó làm sao lại là của ngươi chứ? Buồn cười quá, lão đâu phải là phụ nữ làm sao biết được. Con nói cho lão biết, những đứa bé gái dùng văn nam chúng con đều mặc loại áo giống như vậy. Nếu như lão thấy thích, con có thể về thị trấn mua cho lão 8 đến 10 cái. Nếu như cái áo này tầm thường như vậy, tại sao lúc nào ngươi cũng đem theo nó ở bên mình? Tốt nhất nói rõ ràng ta biết. Nói gì thì nói, cái này có gì đâu mà giấu chứ. Con là đứa trẻ bị bỏ rơi, lúc trước sư phụ lụm con về, con đang mặc cái áo này, cho nên con không nỡ bỏ nó đi, vậy thôi. Có thật không? Hay, thật ra cũng không ai cần. Cái này cũng không phải là chuyện gì hay ho. Con cần gì phải gạt lão? Thiệt quá,
công phu của muội, wow, tiến bộ rất là nhanh đó. Đúng đó, công lực của muội tự nhiên trở nên rất là mạnh. Đó là công hiệu của gan tắc kè ngàn năm mà ngươi đã nuốt. Tiểu nha đầu, sau này ngươi không chỉ bách độc bất xâm, nếu như vận dụng đúng cách còn có thể gia tăng nội công. Ngươi đúng là trong quả được phúc rồi. Lão thiên gia thật sự không ngược đãi ngươi. Thế trời ơi, nhưng mà lão thiên gia ngược đãi con rồi. Bây giờ công phu của thê tử con cao như vậy rồi, muội ấy đánh chết con phải làm sao đây? Trời ơi, phải làm sao đây? Trở nên lợi hại như vậy, sau này mọi chuyện huynh đều phải nghe theo lời của muội. Không đúng, hai ngươi đều phải nghe theo lời ta. Đúng vậy, lão tiền bối với chúng ta ân trọng như núi, sau này lão sai bảo gì con quyết không có từ nan đâu. Vậy ngươi có nghe thấy bụng ta đang hát bài kế không thành không? Còn không mau chuẩn bị thức ăn tới đây. Đúng. Ê, nè nè nè, nhanh lên nhanh lên. Huynh dám kêu muội đi à? Cùng nhau đi, cùng nhau đi. Nè nè nè, đi đi đi, phải cẩn thận nha. Cẩn thận đó. Trời ơi, sao không có vậy? Trời ơi, sao huynh ngốc dữ vậy? Rốt cuộc huynh có biết bắt cá hay không? Huynh không biết bắt cá. Tại sao huynh lại không biết chứ? Huynh thử đâm xem, mau qua đây đâm thử đi. Được, đâm nè. Huynh làm cái gì vậy hả? Bắt được rồi. Nếu như con trai của ta nó vẫn còn sống, có lẽ cũng cỡ tuổi tên tiểu tử này. Ê, ta 18 năm nay cũng chưa từng ăn con cá tươi đến như vậy rồi. Nghe lão nói như vậy, con nói cho lão biết, đợi khi chúng ta trở về Trung Nguyên, mỗi ngày đều được ăn cá, ăn đến nổi ngán luôn. Ở nơi đây chúng ta trải qua nhiều sự việc, trong phút chốc phải rời khỏi, quả thực là có chút không nỡ. Ê Lữ Lân, ngươi là thật sự không muốn rời khỏi nơi này, hay ngươi đã hối hận về việc đã hứa với ta? Không phải như vậy, cho dù không có thề với lão, nhưng mà để trừng trị kẻ ác, con cũng phải giúp lão đến cùng thôi. Huynh và lão đã thề thốt những gì? Lão nói với huynh là lão có 8 cô con gái, muốn huynh lấy một người để làm thê tử đó. Hả? Huynh không muốn sống nữa, có phải vậy không? Lữ Lân đã hứa với ta, chỉ cần ta cứu sống được ngươi, nó sẽ dẫn ta đi Trung Nguyên báo thù rửa hận. Đúng đó, sự việc là như vậy. Thì ra sự việc là như vậy. Lão người rết kia, lão đừng nên lo lắng. Cái mạng của con chính là do lão cứu được, cho nên lão muốn báo thù cũng phải tính luôn phần con. Huống hồ gì bây giờ võ công của con trở nên lợi hại như vậy, con đang muốn tìm người để tập luyện một chút. Ê nè nè nè, muội đừng nghĩ là võ công hiện giờ của muội là thiên hạ vô địch. Muội đừng quên rằng núi này cao còn có núi kia cao hơn. Tuy rằng muội có công lực của tắc kè, nhưng mà chỉ riêng cây cầm trong tay nữ ma đầu cũng không dễ gì đối phó. Cầm gì vậy? Là thiên ma cầm. 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 Người đâu? Thiên ma cầm. Thiên ma cầm. Ta nhất định phải đoạt được thiên ma cầm. Lão liệt quả, lão liệt quả, cho dù ta phải dỡ cả liệt quả cung này của ngươi lên, ta cũng nhất định phải đoạt được thiên ma cầm. Chính vì nó mà ta đã mất đi hai đứa con trai, kể cả đứa con còn lại của ta cũng không chịu nhận ta. Thiên ma cầm, ta nhất định phải có được nó.
Nhanh lên. Quỳnh đã cố nhanh lắm rồi. Cuối cùng phải rời khỏi nơi này. Con thật sự là có chút lưu luyến đó. Đúng vậy, ta đã ở đây 18 năm. Mỗi ngày ta đều nghĩ phải làm sao rời khỏi nơi đây. Bây giờ thật sự có thể rời khỏi, quả thật không đành lòng. Có gì mà không đành lòng bỏ đi chứ? Có gì khó đâu. Con đánh lão đến bị trọng thương quăng xuống sân cốc, không phải là xong rồi sao? Nhà đầu người không có lương tâm đó. Nhưng mà con nói thật, ở sân cốc này xảy ra quá nhiều việc như vậy. Lữ Lân, huynh hãy đặt cái tên cho nơi này đi, để tất cả sau này chúng ta sẽ nhớ đến nó. Vậy giờ chúng ta ở nơi này gặp được lão tiền bối mới có thể sống sót. Huynh nghĩ là chỉ bằng gọi là tái sinh cốc đi. Ê, đừng có đề cập tái đến ta. Tái sinh cốc. Theo ta thấy thì Nguyệt Hoa cô nương ở đây yêu đến chết đi sống lại, chỉ bằng gọi là yêu thương cốc. Ai, cái gì mà yêu với không yêu chứ, khó nghe chết đi được. Theo con thì có người ở sân cốc này uống nhiều nước tiểu chứ bằng gọi là tiểu niệu cốc đi. Ê, người đừng nói bậy à. Mùi nói ai uống nước tiểu? Ê, người nào ở đây uống nước tiểu vậy? Huynh không biết hay sao vậy? Lão người rết này được, nè. Được rồi, nha đầu. Ngươi còn nói nữa ta sẽ không tha cho ngươi. Được, không nói. Được, nhưng mà lão cũng phải như vậy. Người nào đề cập đến chuyện này, người đó sẽ bị phạt. Được, người đó sẽ bị phạt. Được, không nói. Thật ra hai người đang nói cái gì vậy? Con nghe nãy giờ vẫn không hiểu gì hết. Không nói cho huynh biết, đồ ngốc. Được, ta ngốc. Ngốc nhất chính là ta. Đi nhanh lên. Đánh theo mong của huynh. Đi nhanh lên. Đám mây trên trời. Từ từ mà trôi đi. Người ở mặt đất này... Ê, theo ta đoán thì món ăn chính cũng sắp lên rồi. Ê, làm mấy món cái gì à? Canh hầm rồi món xào không ngon miệng. Sao hả? Chịu không nổi sao? Hả? Lão Liệt Quả, có câu hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Ngươi không cần phải chịu nỗi đau xác thịt này. Chỉ cần ngươi nói ta biết Thiên Ma Cầm đang ở chỗ nào, ta có thể thả ngươi ra. Hơn nữa, với tuổi tác của ngươi cũng không chịu đựng nổi. Nói ta biết Thiên Ma Cầm đang ở đâu, làm huynh đệ chẳng lẽ ngược đãi ngươi hay sao? Đông Phương Bạch, ngươi đừng làm bộ mặt giả nhân giả nghĩa đối với ta. Lão Liệt Quả ta còn trúng kế của ngươi đâu. Lão Liệt Quả, ngươi đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ta nói ngươi biết, Liệt Quả ta không phải kẻ ngốc nghếch như vậy. Trước mắt thì những nỗi đau xác thịt này ta phải chịu chắc rồi. Nhưng mà ta nói người biết, ta chỉ cần một ngày không nói ra tung tích của Thiên Ma Cầm, ta mới có cơ hội sống sót. Giả sử nếu ta nói ra tung tích của Thiên Ma Cầm, Đông Phương Bạch Đại Hiệp ngươi chịu tha cho ta sao? Đến lúc đó thì ta chỉ còn có một con đường chết thôi. Đó là do ngươi tự tìm đến, đừng có trách ta. Lão Địa Quả, mùi vị máu huyết bị nghịch chuyển như thế nào? Bây giờ ngươi có chịu nói ra chưa? Ta không nói ngươi biết. Cho dù ta có chết, ta cũng không nói ngươi biết đâu. Được, để ta xem thử ngươi chịu đựng được bao lâu. Không xong, hắn không chịu nổi nữa rồi. Nói hay không nói? Ngươi nghĩ sao? Hả? Được, ngươi giỏi lắm. Lão già này xương cốt quả là rất cứng.
Xem ra muốn lấy Thiên Ma Cầm phải nghĩ ra cách khác. Chỉ bằng trước tiên hãy lấy Thiên Long Bát Âm. Tuyết Mai, hey, chiếc xe này con làm cho lão có phải là thoải mái hơn chiếc xe đẩy không? Người ngồi cảm thấy thoải mái, ta đẩy cũng rất dễ chịu. Đúng vậy. Còn nữa, lão xem, con đã giúp lão làm một cái nón che nắng. Nè, đội lên thử xem. Trời ơi, nhìn rất là đẹp đó. Nhìn đi. Đợi chút. Để con xem thử. Để xem thử nha. Lão tiền bối giống như là một người nổi tiếng Sơn Đông. Tên là cái gì ta? Gia Gia. Ê, thôi bỏ đi. Sâu chết được, lấy ra đi. Nè, cầm đi. Nè. Không cần thì thôi vậy. Nhà đầu ngươi đó, bệnh vừa mới khỏi một chút đã bắt đầu chọc phá người ta. Bây giờ là mới biết lợi hại của muội ấy à? Lúc đầu á, chúng ta nên quăng muội ấy xuống núi Đường Cổ Lạm, để muội ấy cả đời á làm bạn với lũ chuột côn trùng rắn rết. Đời này kiếp này cũng không thể thoát khỏi làm hại nhân gian được. Đúng. Muội thật sự không tin là huynh nỡ làm như vậy. Muội muốn như thế nào? Huynh có thấy mệt hay không? Huynh có khát hay không? Muội muốn đấm lưng dùm cho huynh. Huynh có muốn nghỉ ngơi không? Huynh không mệt cũng không khát, cũng không muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà huynh thấy muội có chút vấn đề đó. Hình như là sau khi muội khỏi bệnh, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng thích dòng do Tam Quốc. Thật là khó hiểu quá đi. Cũng chỉ có mình huynh là hiểu muội nhất đó. Rốt cuộc muội muốn cái gì đây? Thật ra con dẫn hai người đến Liệt Quả Cung cũng là vì nghĩ cho hai người thôi. Hai người thử nghĩ coi, Liệt Quả Cung này tại sao gọi là Liệt Quả Cung? Ngoại trừ đất đai ở Liệt Quả Cung ra thì mọi thứ ở đây đều có màu đỏ hết. Trời ơi, những cây phong mọc ở trên núi hàng năm cứ đến mùa này thì toàn bộ đều trở thành màu đỏ. Gió, chỉ cần gió thổi ngang qua, muốn đẹp sao? Có hết đó. Cho nên nói lần này chúng ta đến Liệt Quả Cung chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng rồi. Đàm Nguyệt Hoa, Đàm Nữ Hiệp, suốt quãng đường đi cứ nghe mũi nói mãi. Quynh đã nghe gần cả trăm lần rồi đó. Dưới chân núi Liệt Quả Cung thì có thị trấn rất là phồn vinh sầm uất. Mặt hồ ở ngoài cung thì trong xanh như là mặt gương, hai bên là hàng liễu xanh rờn, còn ngọn núi thì đỏ rực lá phong. Cách mũi nói như vậy có phải là phô trương quá không? Không có, những gì mũi nói đều là sự thật. Tóm lại một câu là Liệt Quả Cung của muội chính là thiên cảnh nhân gian. Thật xin lỗi, người ta nói đất tốt người tài. Nếu như Liệt Quả Cung giống như muội đã nói là mảnh đất quý giá như vậy, sao lại sản sinh ra một cô gái giống như muội vậy? Võ công thì tầm thường, thông minh tài trí cũng không hơn gì người khác. Lão tiền bối, lão nói đi, phong thủy ở Liệt Quả Cung á có phải là xảy ra vấn đề gì không hả? Huynh dám mắng muội tầm thường hả? Hãy xem Liệt Quả Chưởng tắc kèn ngàn năm của muội đây. Muội ra tay thật sao? Trời ơi, phải chạy trốn thôi. Sợ quá, phải trốn thôi. Qua đây đi. Qua đây. Nè, nhanh lên, qua đây đi. Dưỡng Đông, mau giao Thiên Ma Cầm ra đây. Ta là Liệt Quả lão tổ, nếu không giao ra, ta sẽ đốt nhà của ngươi. Đừng sợ. Ôi trời ơi. Nè, lão tiền bối hình như không được vui cho lắm đó. Đúng vậy. Nè. Mụi nói có phải là lão ấy vì không muốn đi Liệt Quả Cung nhưng mà không tiện mở miệng từ chối mụi, cho nên trong lòng mới cảm thấy là có chút không vui không hả? Nếu như vậy thì mùi cũng chỉ đành giúp cho lão đi báo thù trước rồi mới về Liệt Quả Cung. Trời ơi, Đàm Nữ Hiệp quả là một người thấu tình đạt lý. Bội phục. Hai người các ngươi còn ở đó to nhỏ gì vậy? Mau ra đây cho ta. Ta liền. Không biết là lão tiền bối có gì căn dặn đây. Đi nhanh lên đi, trước khi trời tối nó không chừng có thể kịp đến Liệt Quả Cung. Đi thôi. Đi đẩy xe nhanh lên. Hồng Nhi. Dương à, tụi con tìm thấy Dương Hàn Băng Ngọc rồi. Mọi người đã không sao? Sư tẩu, động này sâu không lường được. Để thấy tẩu hãy quay về tìm dây thần để phòng bất trắc. Mau lên. Hồng Nhi, cha xuống cứu con đây. Dương à, là ai đã uống thuốc giải? Tuyết Mai uống rồi.
nhưng mà vẫn yên tâm, tụi con sẽ tìm Tiên Sư Tuyết Liên trở về cứu sống Hồng Muội. Đúng là tạo nghiệp. Người dẫn ma đầu đi đi, để ta cứu Hồng Nhi. Phu nhân, đã có dây đây. Không biết tình hình hiện giờ sao rồi, đã xảy ra chuyện gì. Mình phải đến cổ mộ xem thử. Thì ra bọn họ đều vào cổ mộ, chẳng trách mình tìm không thấy. Các người đứng ở đây canh chừng, ta một mình đi vào trong là được rồi. Dạ phu nhân. Qua đó xem thử đi. Dân Nhi, mẹ quăng dây xuống dưới đây cho con. Con nắm sợi dây trèo lên đây đi. Đón lấy. Dương Tuyết Mai, ngươi đừng quên lời thề độc của ngươi đó. Ta sẽ không quên đâu. Sau khi trả xong đại thù, ta sẽ đem thiên ma cầm giao cho Dương Tuấn. Dương à, Dương yên tâm đi, con sẽ nhanh chóng tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên để cứu Hồng Muội. Một mình ngươi trở về là được rồi. Đi đi. Tuyết Mai, Muội lên trước đi. Mẹ, Tuyết Mai sẽ lên trước. Dương cô nương, Dân Nhi chúng nó đâu? Dương Tuấn huynh ấy còn ở dưới. Huynh ấy trông chừng Đoan Mộc cô nương rồi. Tại sao bọn họ không chịu lên? Tại sao? Đoan Mộc tiên sinh không chịu lên đây là bởi vì... Lại làm sao nữa? Cô nói nhanh lên đi. Bởi vì Hồng cô nương đang bị trọng thương, dựa vào dẫn công cứu chữa để giữ lại chút mạng sống. Dương cô nương, bất luận người đời có thành kiến với cô thế nào, vốn dĩ ta rất yêu thích cô. Nhưng mà từ khi cô đến Ngọc Dịch Sơn Trang này đã đem lại không ít bất hạnh và tai ương, còn đem lại nhiều sóng gió nữa. Ngọc Dịch Sơn Trang cũng không còn hoan nghênh cô. Ta lấy thân phận một người mẹ để cầu xin cô từ đây về sau rời xa Dân Nhi, đừng xuất hiện ở Ngọc Dịch Sơn Trang nữa. Ta không muốn cô đem tai họa gì đến cho Dân Nhi của ta. Dương cô nương à, ta cầu xin cô. Con lên đi. Dương Nhi. Dương à. Dương Nhi, mọi việc ở trên đời mình không làm chủ được. Ta chính là một ví dụ tốt nhất. Làm theo ý mình, bất chấp thủ đoạn, đến cuối cùng ta đã có được những gì. Dương Nhi, chỉ cần hết lòng, chỉ cần con cố gắng hết sức mình, biểu mũi của con và ta tuyệt đối sẽ không trách con đâu. Dương à, Dương yên tâm đi. Bất luận khó khăn thế nào, bất luận phải trả giá đắt thế nào, thậm chí là dùng cả tính mạng con,
con cũng sẽ trong vòng một tháng đem thuốc giải về đây. Dần Nhi, con lên đi, đừng để mẹ con chờ quá lâu. À phải rồi, sợi dây này bỏ xuống lâu như vậy rồi mẹ cũng không gọi con lên. Mẹ, giờ con lên đi. Mẹ, Tuyết Mai, mẹ, 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 tỉnh lại đi mẹ, 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 tỉnh lại đi mẹ, mẹ, tỉnh lại đi mẹ, mẹ. Sư Tẩu, mẹ, con gái, tỉnh lại đi mẹ. Con đừng có lo, ta sẽ mau chóng quay trở lại. Mẹ, tỉnh lại đi mẹ, mẹ. Sư Tẩu, sư Tẩu. Chỗ này không ai biết hết. Dương Tuyết Mai vừa mới ra khỏi động, mẹ con đã chết thảm ở đây. Không phải nó thì con là ai? Mẹ! Tiểu thư, tiểu thư là cô sao? Tiểu thư, tiểu thư, quả thật là cô, quá tốt rồi. Thì ra là ngươi. Tại sao ngươi lại điểm quyệt của ta? Ta muốn ngươi giúp ta đi lấy một thứ. Chỉ cần ngươi không làm hại tiểu thư, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Ta muốn cầm phổ của Thiên Long Bát Âm. Ngươi, đây chính là bộ mặt thật của ngươi. Ngươi thật bỉ ổi. Ngươi đừng có đứng ở đây nói nhảm nữa. Đối với tiểu thư của ngươi mà nói không có ích lợi gì đâu. Ngươi đừng có nói bậy. Ngươi giải quyệt đạo cho ta, ta đi lấy cho ngươi. Vậy mới đúng chứ. Nên nhớ, ngươi đừng bao giờ giở trò gì với ta. Tiểu thơ của ngươi vẫn còn nằm ở trong tay của ta. Nếu như ngươi dám làm bậy, ta lấy mạng của hai ngươi bất kỳ lúc nào. Chết như vậy thì ta tiễn ngươi một đoạn. Tiểu thư, tỷ phúc sau này không thể chăm sóc cô được, sau này cô phải tự chăm sóc bản thân mình. Xin cô trả thù cho tỷ phúc.
Liệt Quả Cung tại sao lại biến thành như vậy? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Hả? Sư phụ, sư phụ! Trình Sơn, Tiểu Tố, hai muội đang ở đâu vậy? Hai muội đang ở đâu vậy? Nguyệt Quả, muội đừng có như vậy. Sư phụ muội gặp chuyện rắc rối rồi, nếu không thì Liệt Quả Cung sẽ không trở thành như vậy. Những sư tỷ sư muội cũng không thấy đâu hết. Nguyệt Quả, muội phải đi tìm bọn họ. Nè, Nguyệt Quả, mọi người đang ở đâu? Muội phải bình tĩnh đã.